Chào anh Khang, mình là Phong, mình là một khách hàng đã mua con Lenovo IdeaPad N10 15 ISK với giá 12.950.000 siêu thị. Thì mình được biết là anh Khang là một siêu thị điện máy có đến 8 năm hoạt động về trong lĩnh vực laptop này, và giá so với giá thị trường thì luôn rẻ hơn tất cả các siêu thị khác. Và mình đã chọn anh Khang làm địa chỉ tin cậy để đến mua laptop. Với dòng Lenovo này thì cũng có một số điểm nổi bật như sau. Đó chính là nó được một cái trang bị một cái bàn phím sáng và rất thích hợp cho các bạn làm việc vào ban đêm, ít ánh sáng và các bạn chơi game vào buổi đêm. Rồi thì về hệ thống loa thì loa của chiếc Lenovo được trang bị hệ thống loa Audio by Hemen này, nghe khá là to và trong. Và sau đây mình sẽ test về màn hình của máy tính và hệ thống loa của nó. Và đây là một ít thông số khi chơi game của dòng máy này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó FPS của nó là 60 và trên 60, nên mình để mức cố định 60, đây là nó chỉ đến thế này thôi, còn ping nó rất ổn định 29-30. Đây nữa là nhiệt độ của máy, cái CPU đây. Khi dùng ở các nước web thông thường, các tác vụ thông thường thì nó ở nhiệt độ rất là bình thường. Còn khi chơi game nó lên khoảng tầm 60 hơn 60 độ, 60 70 độ vậy. Đây là dung lượng pin này. Đây là về CPU. Đây là main này. RAM 8GB, khá là sâu. CPU của nó là dòng Skylake mới nhất hiện nay, rất tiết kiệm điện. Máy này cũng khá hay ở một điểm là nó có cái cổng VGA kết nối với máy chiếu. Nhiều máy mỏng như thế này thì thường không có, và nó còn có cả thêm ổ đĩa nữa. Đây, và hai cái USB 3.0. Theo mình thấy thì là mình dùng được hơn chục hôm nay thì mình thấy là máy chạy rất là ok, không giật lag và rất ổn định. Nhiệt độ máy thì khá là trung bình, hầu như là cho mình cảm nhận là với tầm khoảng giá 13-14 triệu thì máy này cũng là một dòng máy và mà khiến các bạn phải lưu tâm đến, và các bạn phải xem qua nó để có thể chọn được cho mình một cái máy phù hợp và tiết kiệm nhất. Mình xin hết.